Đây là cây ngải cứu này các bạn. Đây là cây ngải cứu này các bạn. Còn đây là em gà mái tơ được làm sạch như thế này. Mai Rừng TV xin chào tất cả mọi người. Chúc bữa cơm nhà các bạn luôn vui vẻ, ngon miệng, đầy ắp tiếng cười. Hôm nay Mai Rừng TV quay trở lại với một món ăn tuổi thơ mình được ăn ké các bạn. Đó là món gà hầm lá ngải cứu. Đây nè, đây là một con gà đã chuẩn bị sẵn. Và đây là một dĩa lá ngải cứu này nè các bạn. Cái ngải cứu này là được xem như là một cái vị thuốc đó mọi người, phục hồi sức khỏe rất là tuyệt vời. Mai Rừng còn nhớ hồi nhỏ khi mà bố mình bị bệnh á, chỉ có khi nào bố bị bệnh thôi à, nhà nghèo mà các bạn, thế là mẹ mới mừng một con gà. Con gà nhỏ nhỏ thôi, mẹ mới hầm với lá ngải cứu này để cho bố ăn phục hồi sức khỏe. Và nhà thì đông con mà mọi người, bố ăn đâu có đặng đâu mọi người. Cứ bố ăn miếng gà thì mấy đứa con đứng xung quanh, cái bố xé mỗi, cho mỗi đứa miếng nước, cho mỗi đứa miếng gà vậy mọi người, tình cảm lắm. Hôm nay bố mẹ chồng của Mai Rừng vào, bố cũng bị cảm, mẹ thì cũng mới mổ mắt xong. Cho nên mình nhớ ngay đến món này cần làm cho bố mẹ ăn. Và khi làm món này á thì lại nhớ tới mẹ mình, giờ mẹ mất rồi, hay làm món này cho bà nội ăn. Ăn này nhớ đến mẹ. Trước đây mẹ Mai Rừng, bây giờ mình làm cái gì cũng khác mẹ. Nếu như trước đây á, mẹ hay đâu có bếp ga đâu mọi người, nấu bằng bếp củi, hầm bằng cái nồi đất. Thì hôm nay Mai Rừng chơi bằng cái nồi áp suất này mọi người. Còn đây nữa, mình chế. Trước đây là khi mẹ nấu đó, mẹ hay cho vào một miếng rượu trắng. Thì hôm nay nhà không có rượu trắng, nhà có miếng rượu nho này, cho vô đây miếng rượu nho mọi người ạ. Nguyên liệu để làm món gà hầm lá ngải cứu đơn giản lắm cả nhà. Mình cần chuẩn bị một con gà mái như thế này. Đây là con gà khoảng hơn 2 kg đó các bạn. Hôm nay nhà mình đông người ăn mà. Chuẩn bị thêm một bó lá ngải cứu đã được lặt sạch rồi rửa như thế này. Bên cạnh đó cần chuẩn bị một ít hành tím, một trái ớt nữa nè. Và đây là một ít rượu nho đó các bạn. Nhà các bạn không có rượu nho thì mình có thể cho một ít rượu trắng nha. Mình chuẩn bị thêm một ít muối với một ít bột nêm nữa là xong. Hôm nay Mai Rừng sẽ nấu bằng đường phèn, cho nên mình cần chuẩn bị một miếng đường phèn nhỏ nhỏ như thế này này các bạn. Như vậy là các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng ướp thôi nào. Mình chuẩn bị một cái bao tay đi. Món này dễ lắm mọi người, dễ ơi là dễ luôn. Mà sao cũng hay ha. Tôi nghĩ thời đó cứ nhà mà mẹ bố bị bệnh, cái mẹ lại làm cái con gà này cho bố ăn nè. Mình sẽ sát lên đây một ít muối đi mọi người. Một ít muối với một ít bột nêm. Mình sẽ cho vào đây. Và đây là lá ngải cứu nè. Mình sẽ cho lá ngải cứu và hành vào trong bụng con gà. Món này rất là đơn giản mọi người ạ. Không có gì gọi là phức tạp cầu kỳ hết. Đó. Rồi, đây là cái nồi áp suất mình đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ mình sẽ cho con gà vào đây. Đây, mình sẽ úp con gà như thế này. Sau đó mình sẽ cho lá ngải cứu vào.
Mình sẽ đổ một ít rượu nho vào đây. Rồi, và mình sẽ đổ vào đây một tô nước. Nhà các bạn ít người á, thì mình cho một tô nước là được. Nhà mình đông người và thích ăn nước thì mình có thể cho thêm hơn một tô nè. Để uống cái nước đó mọi người. Mình sẽ vặn chắc lại cái nồi áp suất này. Vặn kín luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho lên bếp mình nấu thôi. Mình cho cái nồi áp suất lên bếp và mình bật lửa lớn lên. Mình chờ hơi nó bốc ra hết đó các bạn. Sau đó mình mới mở nắp nồi nha. Chứ nấu bằng cái nồi áp suất á mà mình mở ha. Mình mở vội vàng nó hú ghê lắm. Lúc đó là mình sẽ phát hoảng đó. Wow, vào đây. À, hơi nó vẫn chưa ra hết nè. Wow, mọi người xem. Wow. Wow. Đây, mọi người ơi. Wow, gà hầm lá ngải cứu xong rồi, ăn thôi. Hầm rục luôn mọi người ạ. Rất là tuyệt vời. Chân gà rồi từ từ thì mẹ bỏ chén cho con cầm, con rửa tay đi. Con rửa tay xong con cầm con chấm. Mẹ chấm cái này á. Nó hồi nãy con rửa mặt nó dính nước rồi mẹ. Ờ, nó dính nước hả? Dạ, nó dính nước rồi. Gà rất là ngon luôn mọi người ạ. À. Ê, đây, con cho con gà nha, con rửa tay sạch chưa? Rửa tay sạch rồi mẹ. Rồi, đây. Bên trong nó trắng tươi luôn mẹ. À, rửa tay mà bên trong nó trắng tươi luôn vậy đó hả? Hay quá, tự rửa hay ai rửa con vậy? Tự rửa. Siêu vậy. Con tưới là phải biết. Nè, con ăn miếng con xé miếng nhỏ nhỏ con ăn thôi nha chứ con. Mẹ ơi, sao mẹ cho con cái chân gà con gặp đây. Nó bùi gà. Mẹ ơi cho con cái chân gà. Chân gà hay bùi gà? Chân gà. Hai bùi gà. Cho con chân gà với mẹ. Nguyên ăn nhép nhép vậy đó ha. Nhép nhép không ạ? Cứ còn nhép nhép vậy. Quá ngon đúng không? Không nhấp bầu chứ cái chú gì á. Bạn nói anh đi đúng hả? Đây đây mẹ nó quẳng xuống mày.
lên xe à? Gà hầm ngày cứu xong, mời cả nhà cùng ăn với chúng em ạ. Mẹ ơi, sao mẹ để mẹ thấy bị sao mẹ? Bị sao sao? Lạ không? Lạ thì hồi giờ mẹ chưa ăn rồi mà. Chưa ăn ngày cứu mà hầm để nghe. Đây là món người Bắc nó hay làm á. Nước vừa lắm. Thường là ăn đây là ngủ quá. Dạ đúng rồi. Chú vị coi con trai em ăn à. Mềm đúng không? Ăn cái này xong cái mình uống một chén nước như thế này. Thơm mùi ngải cứu lắm mọi người. Với thịt gà mình hầm nồi áp suất á, nó rục lắm. Mà cái độ đậm á, nó vừa phải vừa ăn lắm. Chấm với miếng muối tiêu. Đó, và em gái ăn rồi đã ghê chưa? Nước con hầm với đường phèn, nó nấu với nước đường phèn. Bạn thì khơi, bạn người đã hiểu không? Ăn đi gạo siêu mà đi nè. Tất cả những xương mà trường là bánh nhỏ rồi nó làm bỡ luôn. Cái xương này giờ nó dậy thôi, mẹ ăn miếng khác. Cái này nó mập quá. Không, cái này là để ở trong cái tủ của tình nguồn gặp máy hay là cổ? Nguồn gặp máy lắm mẹ. Để tí nước nguồn gặp. Chẳng biết có xương không ở đây nào. Không, cái gì đó là gì vậy? Gặp máy. Là xương à. Có, mẹ. Con gà này nó mới có chứng. Mẹ. Hơn. Ủa, mẹ. À, cái này gà. Mẹ. Là mái. Mẹ. Mẹ ơi, thôi. Cái này mẹ nấu gà hầm cải cứu hả? Đúng rồi, mẹ làm gà hầm cải cứu.